Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 7 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về công tác chủ động ứng phó với siêu bão Yagi, cơn bão số 3 với cường độ rất mạnh gây nguy hiểm cho đời sống và sinh hoạt của người dân cũng như các lĩnh vực sản xuất khác do gió mạnh và mưa to kéo dài tại vịnh Bắc Bộ, trong đó có tỉnh Hưng Yên. Chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp trực tuyến với 9 tỉnh thuộc quân khu 3 về triển khai công tác phòng chống cơn bão số 3. Dự chủ trì hội nghị tại đầu cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng bão tiến hành rà soát, thống kê tổng hợp đánh giá ngay tình hình thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là về con người và những công trình liên quan trực tiếp đến đời sống, dân sinh, cũng như công tác lãnh đạo chỉ đạo khắc phục sau bão. Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp khắc phục nhanh, nêu cụ thể những khó khăn và đề xuất những giải pháp khắc phục nếu cần đề nghị chính phủ và các địa phương hỗ trợ giúp đỡ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương cần có tính toán, cân nhắc ưu tiên những công trình, những lĩnh vực cần khắc phục sớm như giao thông, điện nước, hồ chứa, thuốc chữa bệnh, công tác phòng chống bệnh dịch, đặc biệt lưu ý đến vấn đề lương thực thực phẩm của người dân các đảo và các huyện xã vùng cao sau bão. Sau khi giảm bớt gió, bão sẽ gây mưa lớn, các địa phương, các bộ ngành cần theo dõi sát sao thông tin dự báo, diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh có kế hoạch ứng phó, nhất là việc sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Các tuyến đê biển tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng, vận dụng phương châm 4 tại chỗ, cứu người trước, cứu tài sản sau, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang là nòng cốt trong công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiệt hại. Đối với tỉnh Hưng Yên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động trên 4.000 cán bộ chiến sĩ, trong đó 500 người là lực lượng thường trực, trên 110 phương tiện bao gồm 46 ô tô, gần 70 tàu xuồng, túc trực sẵn sàng ứng cứu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục khi có sự cố xảy ra. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Tiên Lữ, Phù Cử và Ân Thi. Đến đầu giờ chiều ngày 7 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, lượng mưa trung bình trên 14mm. Công ty khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã vận hành 55 trạm bơm với trên 100 máy bơm để tiêu nước. Tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục gạn tháo nước, chủ động kiểm tra, khơi thông dòng chảy, điều tiết tiêu úng, chú trọng các khu vực trũng thấp, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung, triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm, đê điều sung yếu, đê bối, kè trên sông. Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân nắm được diễn biến bão, không chủ quan trong phòng chống bão, tăng cường lực lượng xuống các địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Lực lượng ứng trực tại các địa phương phải giúp đỡ hỗ trợ các gia đình khó khăn yếu thế trong việc bảo vệ tính mạng tài sản, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ cho đến 22 giờ. Bên cạnh đó, ngành điện cung cấp điện cho các trạm bơm vận hành tiêu úng, khắc phục kịp thời các sự cố về điện, đảm bảo an toàn cho nhân dân, kiểm tra khắc phục sự cố cây gãy đổ, sẵn sàng chuẩn bị các vật tư phương tiện để ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, đồng thời thống kê chính xác kịp thời thiệt hại của cơn bão theo quy định. Kiểm tra tại khu công nghiệp số 5, việc tiêu thoát nước ở đây gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu chủ đầu tư khu công nghiệp phối hợp với huyện Kim Động và các đơn vị có liên quan khẩn trương khơi thông dòng chảy từ cống tiêu chính của khu công nghiệp ra trạm bơm Nghĩa Dân. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia công tác phòng chống cơn bão số 3 tại một số trạm bơm thuộc huyện Tiên Lữ, Phù Cử và các tuyến sông, các bến đò ngang trên địa bàn tỉnh và công tác thường trực chiến đấu của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh. Sau khi kiểm tra thực địa và nghe đại diện các lực lượng tham gia công tác phòng chống bão, báo cáo tình hình cũng như các phương án đảm bảo an toàn cho người phương tiện di chuyển, Giám đốc Công an tỉnh đã khen ngợi sự chủ động kịp thời trong công tác ứng phó với cơn bão số 3, đồng thời yêu cầu các đơn vị sẵn sàng triển khai các phương án, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn cho các trạm bơm, tuyến sông, các công trình phòng chống thiên tai, đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống bão, đặc biệt là những khu vực xung yếu, các công trình thủy lợi đang thi công dễ bị ảnh
hưởng trước, trong và sau bão đều phải có lực lượng trực tiếp chỉ đạo phòng chống để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là những người yếu thế. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, chủ động rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, canh gác 24/24 giờ, lập rào chắn, barrier, hướng dẫn giao thông tại các điểm giao thông quan trọng, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra khẩn trương thu gom xử lý cây xanh bị đổ, gãy, đảm bảo an toàn cho người đi đường, xử lý kiểm tra, khởi động xuồng máy để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Kiểm soát đường bị ngập úng để đảm bảo người dân không qua lại vùng nguy hiểm. Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ trực 100% quân số, chế độ thông tin liên lạc, kịp thời báo cáo đề xuất về lực lượng, phương tiện, kinh phí trong trường hợp cần thiết. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, khoảng gần 2 giờ nữa, tức là vào lúc 21 giờ đến 22 giờ đêm nay, bão số 3 sẽ chính thức vào đến tỉnh Hưng Yên. Vì vậy, các ngành chức năng và địa phương, người dân cần tập trung phòng chống bão với tinh thần cao nhất để hạn chế những thiệt hại do bão gây ra. Trước khi bão số 3 đổ bộ, công tác phòng chống bão, nhất là chống úng ngập tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được hết sức quan tâm với nhiều biện pháp cụ thể được triển khai. Sau đây là phản ánh của các phóng viên thời sự. Gần 1.000 bao cát như thế này được chuẩn bị để ngăn nước tràn vào nhà xưởng. Hơn 10 máy bơm mới được lắp đặt ngay trong nhà xưởng, sẵn sàng bơm nước ra ngoài nếu có nước ngập. 5,5 hectare diện tích của công ty Taijiang Việt Nam ở khu công nghiệp Phố Đối A được xây dựng từ năm 2000, hiện có mặt bằng thấp hơn mặt bằng bên ngoài. Tháng 8 năm nay, nhà máy từng bị nước mưa tràn vào nhà xưởng, khiến một số dây chuyền phải tạm ngừng sản xuất. Vì vậy, đây là những biện pháp khẩn cấp để ứng phó với cơn bão số 3. Nếu mà cái tỷ lệ mà mưa to mà lâu thì gần như là sẽ tràn ngập vào trong các nhà xưởng, ảnh hưởng đến mức độ là đôi khi là để đảm bảo cho người lao động, chúng tôi đã phải dừng sản xuất. Ban giám đốc công ty thì đã cho toàn thể các cấp quản lý kiểm tra, rà soát và chuẩn bị tất cả các phương án tránh gây thiệt hại về người, tài sản hoặc là cơ sở vật chất của trong nhà máy để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy được bình thường. Để sẵn sàng chống úng cho khu công nghiệp Phố Đối A có diện tích gần 700 ha, trạm bơm Hoàng Nha ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm với tổng công suất 12.000 mét khối trên giờ đã chủ động bơm gạn tháo nước trên các kênh tiêu xuống dưới mực nước thiết kế. Hạ tầng khu công nghiệp là mỗi khi mưa lớn thì cái lượng nước mà đưa ra các cái công trình thủy lợi rất lớn, gây áp lực cho các cái hệ thống công trình thủy lợi. Do vậy là chúng tôi cũng có ý thức là gạn tháo từ sớm. Sông Bún, sông Tân An là cái mực nước gạn là rất là kiệt. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp Phố Đối A cũng sớm triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3. Quân số thường trực phòng chống bão là 40 người với nhiều trang thiết bị, phương tiện cơ giới. Làm việc với các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp dừng thi công và dừng cho công nhân di chuyển trong cái thời điểm mưa bão, phối hợp với điện lực Văn Lâm, điện lực Mỹ Hào cắt tỉa những cái cây xanh mà có ảnh hưởng đến đường dây điện, ảnh hưởng đến cái trạm biến áp trong khu công nghiệp, phối hợp với thủy lợi huyện Văn Lâm, thủy lợi Mỹ Hào về cái công tác vận hành trạm bơm Văn Phú A và trạm bơm Hoàng Nha. Tại khu công nghiệp dệt may Phố Đối, hai máy bơm tổng công suất 8.000 mét khối trên giờ cũng sẵn sàng bơm chống úng. 25 người thường trực để sẵn sàng ứng phó với các sự cố. Ngay trong buổi trưa mùng 7 tháng 9, một số doanh nghiệp cho công nhân nghỉ sớm để phòng tránh bão. Còn tại khu công nghiệp Thăng Long 2, tất cả các kênh tiêu được gạn tháo nước đệm từ sớm, nhiều doanh nghiệp cũng cho công nhân nghỉ việc tránh bão. Từ ngày 5 tháng 9, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp thứ cấp tổ chức cắt tỉa cây xanh, nạo vét hố ga, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương án đảm bảo thông tin cung cấp điện, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với bão. Đối với các dự án đang triển khai thi công, phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị công trình, nhất là với các thiết bị làm việc trên cao. Tất cả nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản, thiết bị máy móc và hoạt động của doanh nghiệp. Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, có đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tỉnh, cũng như là tạo việc làm cho hàng vạn lao động. Vì vậy, phòng chống thiên tai, nhất là ngập úng trong các khu công nghiệp để đảm bảo hoạt động cho các doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Là địa phương có nhiều cây có múi, đặc biệt là diện tích hoa cây cảnh cho giá trị kinh tế cao,
nông dân huyện Văn Giang đã tập trung bảo vệ các diện tích cây này trước tác động của bão số 3. 9 giờ sáng nay, trên cánh đồng thôn Nhạn Tháp, xã Mỹ Sở, mặc dù mưa to gió mạnh, nhưng vợ chồng anh Hoàng vẫn đang nỗ lực chẳng chống để bảo vệ cho hơn một mẫu cây quất cảnh đang trong thời kỳ ra quả non. Nghe thông tin là bão về số 3 to quá, thì hai vợ chồng từ chiều hôm qua chống cắm thật mua nứa không có, lại phải có cái nứa cũ ở nhà mang không cắm thì cắm đến tối rồi, 8 giờ tối hôm qua mới nghỉ, xong sáng nay 4 rưỡi lại phải đi làm từ 4 rưỡi đến bây giờ. Xã Mỹ Sở có tổng diện tích hoa cây cảnh trên 300 hectare, chủ yếu quất cảnh, bưởi cảnh. Đến chiều tối ngày 6 tháng 9, người dân đã chủ động hạ chậu và chẳng chống cây trồng. Đến sáng ngày 7 tháng 9, các hộ trồng cây cảnh nơi đây vẫn khẩn trương hoàn thành việc chẳng chống để bảo vệ cây trồng. Ban xã, ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã thông báo và vận động nhân dân chẳng chống cây cối để đảm bảo thấp nhất về thiệt hại hoa màu. Còn ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các tiểu ban chỉ huy phòng chống lụt bão trực 24/24 để kiểm tra ứng phó với cơn bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Huyện Văn Giang có tổng diện tích gần 1.400 ha hoa cây cảnh, tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Sở, Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Phụ Công, Xuân Quan và thị trấn Văn Giang. Để chủ động phòng chống bão số 3, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, các hộ trồng hoa cây cảnh tại các địa phương vẫn đang tiếp tục gia cố, bảo vệ cho vườn cây của mình. Các xã cũng thường xuyên phát thông báo về diễn biến cơn bão trên hệ thống loa truyền thanh nửa tiếng một lần. Bên cạnh đó, các địa phương tập hợp lực lượng xung kích phòng chống thiên tai trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có thiệt hại xảy ra. Đặc biệt, quan tâm thực hiện ứng phó kịp thời tình hình ngập úng tạm thời do mưa lớn đối với những vùng trồng hoa cây cảnh tập trung. Đến 16 giờ chiều nay, ngày 7 tháng 9, thiệt hại ban đầu trên địa bàn huyện Văn Giang, gió to đã làm nhiều cây bóng mát biển quảng cáo trên các tuyến đường lớn bị gãy đổ. Có 2 xe ô tô bị cây đè tại khu đô thị Eco Park, tuy nhiên thiệt hại không nghiêm trọng. Diện tích hoa cây cảnh và diện tích chuối tại các địa phương cũng đã bị gió lớn quật đổ. Trên địa bàn đã mất điện diện rộng. Hiện tại, công tác phòng chống tránh trú bão và triển khai các biện pháp phòng chống mưa bão đã được huyện Văn Giang triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Xác định Hưng Yên nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3, các địa phương đơn vị của huyện Ân Thi đã chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ. Đê Tây Kẻ Sạt đi qua địa phận xã Bê Sậy có chiều dài khoảng 3 km. Để ứng phó với bão số 3, xã đã rà soát và phát hiện hai điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở. Trong ngày 6 tháng 9, xã Bãi Sậy đã huy động lực lượng san lấp, nhồi nén đất đá để khắc phục điểm sung yếu. Đồng thời, xã bố trí lực lượng xung kích thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực trọng điểm sung yếu, tập kết nguyên vật liệu để ứng phó nếu tiếp tục xảy ra sạt lở. Ngoài ra, xã Bãi Sậy đã rà soát vận động một số hộ neo đơn di chuyển đến nơi an toàn. Bãi Sậy thì có 5 hộ, sống một mình một hộ. Thế và 5 hộ này thì nhà cửa thì cũng đã cũ. Thế và cái mái nhà thì chúng tôi kiểm tra thì đã thấy mái nhà là cũng yếu. Cái khả năng mà chịu gió bão trên cấp 10 là cũng có vấn đề, có những nguy hiểm xảy ra. Xã và thôn, thứ nhất là tuyên truyền vận động. Thế và đưa di rời 5 người của 5 hộ này sang các hộ lân cận để ở tạm trong những ngày mưa bão xảy ra để đảm bảo an toàn. Huyện Ân Thi có khoảng trên 6.000 ha lúa vụ mùa đang giai đoạn trổ đồng ra bông. Ngay sau khi nhận được thông tin về vùng ảnh hưởng của bão số 3, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Ân Thi đã chủ động gạn tháo nước đệm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, đã có một số diện tích bị đổ do gió lớn. Trong buổi sáng, tranh thủ thời điểm mưa ngớt, một số hộ dân đã chủ động buộc dựng lúa đổ, hạn chế ảnh hưởng tới năng suất. Dự báo đêm nay và sáng mai, khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng, tất cả các trạm bơm trên địa bàn huyện Ân Thi và các tổ máy bơm sẵn sàng tiêu úng khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Chúng tôi hai nhà máy, mỗi nhà máy là 11 máy 4.000, bảo đảm được công suất 88.000 trên khối giờ. Từ sáng ngày hôm nay, chúng tôi đã tiến hành bơm 10 máy nước. Càng lên thì chúng tôi sẽ phải bơm càng nhiều máy, giữ ở cái mức nước theo cái phương án chống úng. Thưa quý vị và các bạn, đây là khu vực các thành viên của trạm bơm Tam Đô, huyện Ân Thi chuẩn bị bữa ăn trong thời gian trực phòng chống bão số 3. Từ ngày hôm qua thì người mang nồi, người mang bếp, người chuẩn bị bát đĩa, tất cả đã sẵn sàng các điều kiện để túc trực 100% quân số tại trạm bơm ứng phó với bão số 3 theo phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 có tên là Yagi, các hộ nuôi cá lồng trên tuyến sông Hồng, sông Luộc chảy qua địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động biện pháp bảo vệ lồng cá nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có trên 500 lồng cá, tập trung chủ yếu ở thành phố Hưng Yên và các huyện Văn Giang, Kim Động. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 7 tháng 9, địa bàn tỉnh đã có mưa, kèm gió giật mạnh, sóng lớn ở các khu vực lồng bè cá trên sông Hồng, sông Luộc. Nhờ liên tục theo dõi thông tin dự báo thời tiết trong nhiều ngày qua, các hộ nuôi cá lồng ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã sớm gia cố lại lưới lồng, kiểm tra chằng buộc hệ thống dây neo, che chắn mặt lồng cá bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để ngăn ngừa cá thoát ra ngoài lồng gây thiệt hại kinh tế. Hai ngày qua thì chúng tôi cũng dùng đủ các biện pháp neo chằng, chằng chống chặt chẽ các cái mối thắt nút buộc của các neo đậu thì hiện nay là tương đối là tốt. Quan sát tình hình diễn biến của bão để có các biện pháp ứng cứu và xử lý. Và chúng tôi luôn luôn giữ liên lạc với ban phòng chống lụt bão, ủy ban nhân xã Tân Hưng để kết nối trường hợp bất khả kháng thì các lực lượng xung kích của ủy ban nhân xã sẽ xuống hỗ trợ chúng tôi để làm sao giảm thiểu cái thiệt hại. Chúng tôi theo dõi sát sao cái việc diễn biến của cơn bão này và từ hôm qua và ngày hôm nay thì chúng tôi đã đi kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở chủ lồng bè đã làm rất tốt cái công tác là chằng chống lồng bè và nhà nán của cái trại bè cá chân nuôi này. Chính quyền các địa phương đã tập trung lực lượng ứng trực đảm bảo 100% quân số theo quy định, trực tiếp đến kiểm tra, cảnh báo, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn rà soát thay thế, bổ sung dây chằng định vị, hệ thống phao nổi lưới cũ rách nhằm đảm bảo chịu được áp lực dòng chảy lớn trong mưa bão, vận động các chủ lồng cá di chuyển về nơi an toàn. Một vài trường hợp chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống bão đã được nhắc nhở kịp thời. Ủy ban nhân phường Nam Sơn cũng đã xây dựng kế hoạch ra thông báo tất cả các cái lồng bè nuôi cá thủy sản trên sông Hồng chằng chịt và di chuyển toàn bộ tài sản cũng như con người, tuyệt đối không để bất cứ một người nào trên lồng bè cá. Cho đến hiện nay thì qua kiểm tra thì hiện tại là không có người dân nào trên lồng cá, duy nhất có một trường hợp thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động và họ đã nhận thức rõ cái mối nguy hiểm của cơn bão và đã nhất trí là di dời. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khuyến cáo bão số 3 sẽ còn tiếp tục gây ra đợt mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, trong đó có địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chủ động phòng chống bão là biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn tỉnh. Biết trung bình hiện nay hơn 500 lồng nuôi cá trên địa bàn tỉnh cho năng suất đạt từ 4 đến 6 tấn một lồng một chu kỳ nuôi, đem lại lợi nhuận từ 30 đến 50 triệu đồng một lồng một chu kỳ nuôi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, khoảng gần 2 giờ nữa, tức là vào lúc 21 giờ đến 22 giờ đêm nay, bão số 3 sẽ chính thức vào đến tỉnh Hưng Yên. Vì vậy, các ngành chức năng và địa phương, người dân cần tập trung phòng chống bão với tinh thần cao nhất để hạn chế những thiệt hại do bão gây ra. Ngành điện và viễn thông đã chủ động có các giải pháp để ứng phó và kịp thời xử lý các sự cố do bão số 3 gây ra. Đến 17 giờ 30 phút, trên 70 lộ truyền tải điện từ 22 kV đến 35 kV bị sự cố điện. Trung tâm điều độ Công ty Điện lực Hưng Yên đã xử lý được trên 1/3 sự cố điện thông qua sử dụng mạch vòng đa chia đa nối. Theo đó, có 24 lộ truyền tải được cấp điện trở lại. Đến giờ phút này thì toàn bộ lực lượng xung kích của phòng chống lụt bão là đang sẵn sàng, kể cả về người phương tiện đã sẵn sàng. Đường dây trung thế là những sự cố tôi sẽ phân đoạn ra để không người mất điện cả đường dây được, bởi vì chúng tôi là đã thực hiện các cái dự án chia đa nối từ rất lâu rồi. Tốc độ bão này thì cái việc khắc phục là chúng tôi chỉ khi ngớt bão thì chúng tôi mới khắc phục được. Bốn địa phương xảy ra nhiều sự cố điện gồm thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Văn Giang và huyện Tiên Lữ với nhiều khu dân cư mất điện cục bộ. Hiện trạm bơm Triều Dương, trạm tiêu úng cho huyện Tiên Lữ và các xã phía đông thành phố Hưng Yên. Công ty Điện lực Hưng Yên đôn đốc và giám sát các đơn vị trực thuộc khắc phục sự cố nhanh nhất khi cơn bão qua. Hiện còn 24 trạm biến áp cấp điện cho các trạm bơm chưa được cấp điện trở lại. Với lĩnh vực viễn thông, hai nhà mạng Viettel và Vinaphone hiện đang có nhiều sự cố nhất. Với gần 500 trạm phát sóng di động và data 4G bị ngưng hoạt động do mất điện hoặc đứt cáp, giải pháp cấp điện từ máy dự phòng đã được khởi động. Hiện Viettel Hưng Yên đã khắc phục được 100 trạm trên 270 trạm. Vinaphone khắc phục được 165 trên 170 trạm do sự cố mất điện.
Đến 17 giờ chiều nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gió cấp 8, giật cấp 11. Cùng với đó kèm theo mưa lớn đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng và tài sản. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên không có người bị thiệt mạng. Các địa phương đã di rời hàng trăm hộ dân đến nhà văn hóa thôn và các trường học, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân. Toàn tỉnh đã có trên 6.000 hectare lúa đổ rạp, trên 500 hectare cây rau màu và trên 200 hectare rau màu, hơn 1.000 hectare cây ăn quả, 12 hectare hoa bị ảnh hưởng. Cùng với đó, trên 2.400 cây bóng mát, cây lấy gỗ bị đổ, 30 nhà màng, nhà lưới bị tốc mái, 40 nhà bị tốc mái, nhiều trụ sở trường học bị tốc mái, 24 lồng bè cá bị ảnh hưởng, nhiều biển quảng cáo, cột điện bị đổ, một số địa phương bị mất điện diện rộng, đặc biệt là ở các trạm bơm tiêu. Điện lực Hưng Yên khẩn trương khắc phục. Về đê điều đã xuất hiện sạt lở kè Phi Liệt huyện Văn Giang, bờ bãi sông xã Đệ Tập huyện Khoái Châu, hạ lưu tuyến kè Phú Mỹ và kè Đức Hợp huyện Kim Động, kè Lam Sơn. Giữa lúc này, cơn bão số 3 đang gây mưa to, gió lớn, cây đổ ở nhiều tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn tỉnh. Các chiến sĩ công an, quân đội đang ứng trực 100% quân số, chủ động tuần lưu ở các tuyến đường, nhất là những điểm có nguy cơ ngập úng, đồng thời kịp thời hỗ trợ người dân gặp sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. Trên tuyến quốc lộ 39A và 38B, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gãy đổ nhiều cây xanh. Đoạn qua huyện Tiên Lữ, đội tuyên truyền xử lý tai nạn giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường xử lý sự cố, thu dọn cây cối gãy đổ. Trước đó, tại một số tuyến đường tỉnh thuộc huyện Khoái Châu, lực lượng cảnh sát giao thông cùng nhân dân tham gia chặt cành cây có nguy cơ gãy đổ, mất an toàn giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông cũng đã chủ động phát hiện và thu dọn những cây xanh đổ gãy trên đường, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan đảm bảo an toàn, phòng tránh tình trạng cây gãy đổ vào người và phương tiện. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã huy động trên 50 cán bộ chiến sĩ tham gia chặt gỡ dọn dẹp những cây bị đổ gãy và một số cột đèn chiếu sáng bị đổ trên các tuyến đường thành phố Hưng Yên. Với tinh thần vì nhân dân, cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn mưa bão, tập trung nhanh chóng thu dọn những cây xanh đổ gãy bên đường. Qua đó, kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt để nhân dân đi lại. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tích cực tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại, đảm bảo an toàn nhà cửa, phương tiện trong thời gian xảy ra mưa bão. Bão số 3 là cơn bão rất mạnh, có bán kính hoàn lưu rộng, sẽ gây ra mưa lớn và gió mạnh trên phạm vi rộng tại các tỉnh thành miền Bắc, kèm theo đó là các trận dông lốc kèm mưa lớn, sấm sét với tần suất nhiều và liên tục. Đặc biệt đối với các mái nhà lợp tôn, kính, các biển quảng cáo ngoài trời và nguy cơ cây xanh gãy đổ do bị gió xoáy gây nguy hiểm đến người dân khi di chuyển. Vì thế mọi người cần tuân thủ quy định phòng chống bão, tuyệt đối không ra khỏi nhà khi có mưa gió lớn. Trong hôm nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều trường hợp gây đổ cây xanh. Một số cây đã gãy đè vào phương tiện, xe ô tô đổ ven đường, gây thiệt hại về tài sản của người dân, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, trước đó, vào chiều ngày 6 tháng 9 tại thành phố Hà Nội, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khiến cho cây xanh gãy đổ xuống đường, hậu quả là một người chết và 6 người bị thương. Tại tỉnh Quảng Ninh vào sáng nay, một trường hợp người dân vì cứu tàu bè trôi mà xảy ra tai nạn bất tích. Do vậy, người dân cần tuyệt đối không chủ quan, cố ra khỏi nhà khi đang có mưa bão lớn. Khi cần sự giúp đỡ, nên liên hệ với chính quyền địa phương, lực lượng phòng chống thiên tai tại chỗ để hỗ trợ. Dự báo từ hôm nay đến ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão vẫn sẽ gây ra đợt mưa lớn với lượng mưa từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm và xảy ra ở các tỉnh Đông Bắc Bộ, trong đó có Hưng Yên. Người dân tuyệt đối không chủ quan dù bão đã đi qua, theo dõi sát tình hình mưa bão để tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản, hoa màu trước bão. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, giá cả các mặt hàng thực phẩm và rau xanh tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tăng nhẹ so với trước đó. Mặc dù trời mưa bão, nhưng nguồn cung rau xanh và thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn khá dồi dào. Tuy nhiên, mức giá của các loại thực phẩm và rau xanh tăng nhẹ so với trước. Cụ thể, vào cuối chiều ngày 7 tháng 9, bí xanh 20.000 đồng một kg, tăng 5.000 đồng, rau muống 5.000 đồng một mớ, tăng 2.000 đồng, bắp cải 13.000 đồng một kg, tăng 3.000 đồng so với ngày trước bão. Giá các loại hải sản cũng có biến đổi, tăng từ 10 đến 40.000 đồng, như tôm từ 300 đến 320.000 đồng một kg, chả cá mực 230.000 đồng một kg. Giá các loại thịt vẫn giữ mức ổn định như thịt lợn, giá từ 110.000 đến 140.000 đồng một kg, thịt bò có giá từ 240.000 đến 250.000 đồng một kg.
Ngày bão mà chợ mình đây vẫn phục vụ cho đầy đủ thực phẩm để mua. Giá cả thì mọi mặt hàng như thực phẩm thì vẫn đầy đủ, vẫn ổn định, không tăng giá, chỉ có rau là lên giá. Theo ghi nhận hôm nay, lượng người mua các loại thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thành phố đã giảm hơn so với ngày hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.